Nhằm mục tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đưa ra chương trình hỗ trợ đối với các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, càng có nhiều người tham gia bảo hiểm y tế trong một hộ thì mức giảm trừ đóng bảo hiểm y tế càng nhiều. Theo chương trình mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người đầu tiên sẽ trả 100% phí mua thẻ, tức là 621.000 đồng một năm. Người thứ hai chỉ đóng 90%, tức là 558.900 đồng. Người thứ ba chỉ đóng 80%, tức là 496.800 đồng. Người thứ tư chỉ đóng 70%, tức là 434.700 đồng. Người thứ năm chỉ đóng 60%, tức là 372.600 đồng. Như vậy, nếu một gia đình có 5 người, nếu mua theo hình thức bảo hiểm y tế tự nguyện, họ sẽ mất tới 3.105.000 đồng một năm. Nếu họ tham gia theo hình thức hộ gia đình, 5 người sẽ chỉ mất 1.925.100 đồng, là sẽ có đủ 5 thẻ bảo hiểm y tế, giảm được gần 1.200.000 đồng một năm. Tuy bảo hiểm y tế hộ gia đình chỉ dành riêng cho các thành viên cùng muốn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, tức là các đối tượng đã được hỗ trợ hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế như cán bộ, công chức, làm việc tại các doanh nghiệp, người già, trẻ em đã được hỗ trợ khi mua bảo hiểm y tế, đã có thẻ bảo hiểm y tế, sẽ không được tham gia chương trình này.